Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em để giải một đề thi học kỳ 1 môn địa lý lớp 6. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Thời gian làm bài sẽ là 45 phút nhé. Đề bài sẽ gồm có hai phần trắc nghiệm và phần tự luận. Mình sẽ làm phần trắc nghiệm trước đi nhé. Câu số 1, lựa chọn một đáp án đúng nhé. Câu A, thời gian trái đất quay hết một vòng quanh mặt trời là bao lâu? Câu A sẽ là 24 giờ. Câu B sẽ là 6 giờ. Câu C là 365 ngày hoặc 6 giờ. Và câu D là 366 ngày. Như mình nhớ là khi trái đất quay hết một vòng quanh mặt trời thì chính là 365 ngày hoặc 6 giờ nha. Như vậy câu A mình sẽ chọn đáp án C nha. Tiếp theo là câu B. Trái đất tự quay quanh trục sinh ra hệ quả nào sau đây? Đáp án A là ngày qua đêm. Đáp án B là sự luân phiên ngày qua đêm. Đáp án C là hiện tượng mùa. Và đáp án D là hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo quỹ độ nhé. Giờ như vậy mình thấy là trái đất tự quay quanh trục thì sinh ra là sự luân phiên ngày và đêm đúng không? Giờ như vậy câu B này mình sẽ chọn đáp án B nhé. Giờ tiếp theo là câu C. Lúc nào của trái đất có trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng? Đáp án A là lớp vỏ trái đất. Đáp án B là lớp trung gian. Đáp án C là lớp lõi. Và đáp án D là lớp nhăn nhé. Như vậy mình nhớ là lớp của trái đất mà có trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng chính là lớp trung gian đúng không? Như cái gì câu C mình sẽ chọn đáp án B nhé. Giờ tiếp theo câu D. Nỗ lực làm nếp ép đứt gãy các lớp đất đá và đẩy vật chất ra ngoài sinh ra hiện tượng gì? Giờ như vậy là mình sẽ chọn đáp án nè. Đáp án A là bão. Đáp án B là lũ quét lũ ống. Đáp án C là sạt lở đất. Là đáp án D là núi lửa động đất. Như vậy là hiện tượng đó chính là núi lửa và động đất đúng không? Như vậy câu D mình sẽ chọn đáp án D nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Điền đúng sai cho các nhận định sai. Thứ nhất, nhận định thứ nhất là sẽ là lớp vỏ trái đất có độ dày gần 3.000 km. Như vậy ở đây là nhận định sai đúng không? Tiếp theo là câu số 2. Nhận định thứ hai, lớp trung gian có nhiệt độ từ 1.500 đến 4.700 độ C. Giờ như vậy là nhận định thứ hai là lớp trung gian có nhiệt độ từ 1.500 đến 4.700 độ C chính là nhận định đúng. Tiếp theo là câu số 3. Nhận định số 3, lớp lõi có trạng thái lỏng ở ngoài và rắn ở trong. Như vậy đây cũng là nhận định đúng. Và cuối cùng, nhận định thứ tư, lớp vỏ trái đất có nhiệt độ khoảng 5.000 độ C thì chắc chắn là sai rồi đúng không? Nhiệt độ vỏ trái đất mà nóng như vậy thì làm sao con người sống trên lớp vỏ trái đất được đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3, nói các đáp án ở cục A và cục B sao cho phù hợp nhé. Giờ như vậy là số 1 là ở xích đạo nè. Số 2 là ở vòng cực. Số 3 là từ vòng cực đến cực. Và số 4 là ở cực. Tiếp theo là cục B. Đáp án câu A sẽ là có hiện tượng ngày hoặc là đêm kéo dài 24 giờ cho một ngày. Câu B sẽ quanh năm có ngày và đêm dài bằng nhau. Câu C là có hiện tượng ngày hoặc đêm kéo dài 24 giờ trong vòng 6 tháng. Và câu D là có hiện tượng ngày hoặc đêm kéo dài 24 giờ từ một ngày đến 6 tháng nha. Giờ như vậy trước hết là mình sẽ nói câu số 1 ở xích đạo.
với là quanh năm có nghề đêm dầm nha. Vậy mình nhớ là ở Xích Đạo khi quanh năm sẽ có ngày và đêm dài bằng nhau, đúng không? Tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 là ở vòng cực thì mình nhớ là có hiện tượng ngày hoặc đêm kéo dài 24 giờ trong vòng một ngày thôi nha, đúng không? Tiếp theo là câu số 3. Từ vòng cực đến cực. Từ vòng cực đến cực thì sẽ có hiện tượng là có hiện tượng ngày hoặc đêm kéo dài 24 giờ, từ một ngày đến 6 tháng nha. Tiếp theo là ở cực, ở hai cực, cực Bắc hoặc là cực Nam, đúng không? Thì sẽ có hiện tượng là ngày hoặc đêm kéo dài 24 giờ trong vòng đến 6 tháng, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ như vậy là mình xong phần trắc nghiệm, mình sẽ qua tiếp phần tự luận nha. Phần tự luận câu số 1. Giờ có số 1 người ta hỏi là tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau? Núi lửa đã gây ra nhiều tác hại đối với con người nhưng tại sao quanh các núi lửa vẫn có người dân sinh sống nha? Giờ thì sẽ trả lời câu số 1. Người ta nói nội lực và ngoại lực đối nghịch nhau vì sao? Vì nội lực là những lực sinh ra bên trong trái đất. Tác dụng lực làm cho các lớp đá bị nén ép, uốn nếp, đứt gãy hoặc là đẩy vật chất nóng chảy dưới sâu ra ngoài mặt đất, kết quả là nâng cao hoặc là hạ thấp địa hình, làm cho bề mặt đất lồi lõm và gồ ghề. Còn ngoại lực là những lực sinh ra bên ngoài trên bề mặt đất, gồm các quá trình phong hóa và xâm thực có tác động làm cân bằng và hạ thấp địa hình nha. Tiếp theo là trả lời câu hỏi núi lửa đã gây ra nhiều tác hại đối với con người, nhưng tại sao mà quanh các núi lửa vẫn có người dân cư sinh sống nha? Mình trả lời câu đó nhé. Núi lửa đã gây ra nhiều tác hại cho con người nhưng xung quanh núi lửa vẫn có con người sinh sống. Vì mắt ma của núi lửa khi phun trào tạo thành dung nham, khi nguội tạo thành đất đỏ ba gian màu mỡ có giá trị trong nông nghiệp. Những khu vực có núi lửa phun trào có phong cảnh đẹp và nhiều tài nguyên khoáng sản nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Trình bày đặc điểm sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời, nguyên nhân sinh ra các mùa trên trái đất nha. Như vậy mình nhớ là trái đất sẽ quay quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông, theo quỹ đạo có hình elip gần như là hình tròn, đúng không? Thời gian quay hết một vòng sẽ là 365 ngày và 6 giờ. Nguyên nhân sinh ra mùa là trong khi chuyển động trên quỹ đạo thì trái đất luôn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi, nên hai bán cầu luôn phiên ngã về phía mặt trời sinh ra các mùa, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu số 2 luôn nha. Giờ thầy trả lời câu số 2 nha. Như vậy là mình sẽ trình bày đặc điểm sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Như vậy đặc điểm gồm có: trái đất quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông, trên quỹ đạo có hình elip gần tròn, thời gian quay hết một vòng sẽ là 365 ngày hoặc 6 giờ nha. Nguyên nhân sinh ra các mùa là trong khi chuyển động trên quỹ đạo, trái đất luôn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi, nên hai bán cầu luân phiên ngã về phía mặt trời sinh ra các mùa nha. Giờ như vậy mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp phần thực hành luôn nha. Giờ phần thực hành 2 điểm. Tính ngày và giờ tương ứng tại các địa điểm theo giờ của địa điểm cho sẵn để hoàn thành bảng sao nha. Giờ mình sẽ hoàn thành cái bảng này nha. Giờ thầy sẽ làm cái bảng này cho các em nha. Như vậy là ở Hà Nội sẽ là giờ múi giờ số 7, đúng không? Lúc này sẽ là 6 giờ sáng ngày 29 tháng 11. Như vậy mình sẽ tính qua Tokyo. Tokyo là múi giờ số 9, như vậy cách nhau 2 giờ. Như vậy 6 cộng 2 sẽ là 8 giờ, đúng không? Cũng là ngày 29 tháng 11 nha. Sydney sau đó 1 giờ, như 8 cộng 1 là 9, như 9 giờ cũng là ngày 29 tháng 11 luôn, đúng không? Tiếp theo là London là 0 giờ. Như vậy mình sẽ lấy số này giờ này trừ đi cho 7, đúng không? Như vậy là 6 trừ 6 trước đi, thì
thì sẽ là 0 giờ, trừ khi 1 giờ có nghĩa là 23 giờ. Và 23 giờ của ngày hôm trước có nghĩa là ngày hôm trước của ngày 29 tháng 11 chính là ngày 28 tháng 11 đúng không? Giờ tiếp theo New York sẽ là 19 giờ. Có nghĩa là mình sẽ trừ khi 5 giờ đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 23 mà trừ khi 5 sẽ là 18 giờ. Cũng là ngày 28 tháng 11 đúng không? Giờ như vậy mình xong cái bảng này nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm click chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh Hay Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hay Liêm nhé. Thì chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.